Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Trương Lạc Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 70 năm của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 70 năm ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bây giờ Diệp Húc mở miệng hút, chỉ thấy một miếng nguyên đan bay lên rơi vào trong miệng của hắn. Đầu con Minh như trước bị chấn áp, không thể động đậy. Diệp Húc trong lòng vui vẻ, tổng cộng hắn đã rút ra 3 miếng nguyên đan, còn lại 6 miếng như trước lưu lại để chấn áp con Minh trong tử phủ của mình. 3 miếng nguyên đan này khiến hắn có thể vận dụng 3-4 thành tu vi, thúc dục 3 lượt đệ nhất sát thần. Tuy rằng chỉ có thể thúc dục 3 lượt, nhưng đủ để hạ 3 vị cao thủ mà ta cũng thể đối phó được rồi. Tuy nhiên, nếu như mang 3-4 thành tu vi này tiêu hao hết, khôi phục lại tu vi, không biết còn cần tu luyện bao lâu đây. Cho nên đệ nhất sát thần này không xuất hiện việc khẩn cấp, ta tuyệt đối không thể vận dụng được. Diệp Húc kiểm tra sơ lược thử xem Di La Thiên Địa Tháp còn cất giữ bao nhiêu linh mạch. Trong đó linh mạch bậc 1, bậc 2 nhiều đếm không xuể, nhiều như lông châu. Những linh mạch này đều là của đám người Hạ Trùng Dương, Kim Ngưu Thần suốt đời tích lũy, toàn bộ đều ở trong tay của hắn. Linh mạch bậc 3, bậc 4 cũng không nhiều lắm, trong đó linh mạch bậc 3 có hơn 40 điều, bậc 4 linh mạch chỉ có 6 điều. So với thu hoạch của hắn ở trong vô hồn giới của Vệ Chăn thì ít hơn một bậc. Nhưng đây cũng là một số của cải không nhỏ, đủ để cho hắn bước vào tam thai cảnh, mang thai kỳ đỉnh cao. Nếu như đem đầu nguyên thần Côn Minh dài hơn 10 dặm kia mà cắn nuốt luyện hóa, tu vi của hắn trực tiếp bước vào tam thai cảnh nguyên thai kỳ đỉnh cao cũng không phải là không có khả năng. Nếu như ta có tu vi của tam thai cảnh nguyên thai kỳ đỉnh cao, hơn nữa cộng với thân thể, kiều đỉnh, bảo tháp cùng với những vũ bảo khác nữa, cứng rắn chống lại một gã tam thần cảnh cao thủ, hẳn là có phải phần chắc chắn thành công rồi. Diệp Húc vẫn như cũ không dám xác định chính mình bước vào tam thai cảnh nguyên thai kỳ phải chăng sẽ mạnh mẽ địch lại thủ đoạn của tam thần cảnh hay không. Đại vua tam thần cảnh thật sự là quá dũng mãnh. Hắn đã từng gặp qua tam thần cảnh vu sĩ, nguyên thần của hắn suýt chút nữa đã bị vu sĩ này bẻ gãy nghiền nát, quét sạch hết mọi đòn tấn công của hắn, thậm chí khiến cho hắn không thể trả đòn, chỉ có thể chạy trốn. Sở dĩ hắn có thể giết chết Ngụy Hiên, chặt đứt nguyên thần của Hạ Tùng Dương, không phải chỉ là dựa vào tu vi, mà là mưu lược, không tính là thực lực đơn thuần. Trừ phi vận dụng thần quang trong mắt của đệ nhất thần sát, một đạo ánh mắt chém giết đại vu nguyên thần tam thai cảnh, bằng không hắn không thể chắc chắn thành công nếu cùng với đại vu chính diện mà đối kháng. Trong Di La Thiên Địa Tháp còn dư lại 10 kiện vu bảo, đại đa số đều là thuần dương chi bảo, còn có một vài món chấn giáo chi bảo. Trong đó thuần dương chi bảo mỗi một kiện cũng không hơn Lý Huyền Tố Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp là mấy, thậm chí còn có vài món uy lực có thể còn cao hơn Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, là trọng bảo vượt qua 4-5 lần sát khí tỷ lệ trọng bảo. Những người này khi còn sống đều là các tinh anh của các phái, bị Hạ Trùng Dương kiểu đỉnh chấn thần châu lấy bề đạo sát khí cứng rắn luyện hóa. Hạ Trùng Dương mặc dù bố trí tốt, xuống tay độc ác, cũng không lường trước được Diệp Húc thủ đoạn lại cao hơn mình một bậc, giết chết hắn. Tất cả bảo vật đều thuộc về Diệp Húc. Diệp Húc cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đem những vô bảo này nuốt vào trong bụng luyện hóa, gia tăng chư thiên thập đạo của mình. Chư thiên thập đạo tu luyện đến tầng thứ 8, mỗi một bước nâng cao là khó khăn trùng điệp. Vài món thuần dương chi bảo cũng không thể khiến cho việc tu luyện tầng thứ 8 được toàn vẹn. Diệp Húc tính toán xem nếu như mình dựa vào việc cắn nuốt thuần dương chi bảo mà thăng cấp thì ít nhất cần ngàn cái thuần dương chi bảo mới có thể xông lên tầng thứ 9 được. Con số này thật sự là rất khủng bố. Thật không hiểu trước kia sư huynh của tông chủ đời trước Triều Cung Thiều làm như thế nào luyện thành chư thiên thập đạo được. Sao? Không ngờ có một kiện vũ bảo không thể luyện hóa được ư? Diệp Húc trong lòng khẽ động, há mồm vừa phun, chỉ thấy một đại cờ màu đen từ trong miệng hắn bay ra, nhảy múa theo chiều gió. Đây chính là bản vương thần phiên, là bảo vật được đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông luyện chế. Nguyên Thần Ma Tông cấm bảo phòng chế phẩm.
đại phiên cực kỳ trầm trọng. Bên trong mặt phiên có vô số ánh sáng hỗn độn của dòng khí di chuyển. Mặt đại phiên này chính là vượt qua 5-6 đạo sát khí thử thách thuần dương chi bảo. Với trình độ chư thiên thập đạo của Diệp Húc, 5 đạo sát khí thử thách thuần dương chi bảo hẳn là có thể dễ dàng cắn nuốt luyện hóa. Tuy nhiên, mặt cờ này lại thủy chung sừng sững bất động. Bảo vật nguyên thủy ma tông đích xác chất lượng cực cao. Diệp Húc cầm bàn vương thần phiên ở trong tay ngắm nghía một chút. Cao thủ nguyên thủy ma tông luyện chế vu bảo chất lượng đều cao đến dọa người. Hắn ở trong vạn cổ ma vực đã từng đạt được kim kiều do một vị tam thần cảnh cao thủ nguyên thủy ma tông luyện chế, chất lượng cũng cao đến đáng sợ. Hiện giờ đạt được bàn vương thần phiên tuy rằng không bằng kim kiều nhưng vẫn là một kiện vu bảo quan trọng. Hắn tới khởi một đạo nguyên thần, thần thức giống như xúc tu nhập thần thăm dò bên trong phiên. Đột nhiên nghe băng băng vài tiếng, thần thức hắn không ngờ lại bị dòng khí hỗn độn vô số ánh sáng cắn nát. Diệp Húc trong lòng cả kinh, lại lần nữa lộ ra một lũ thần thức. Chỉ thấy lũ thần thức này tiến vào trong bàn vương thần phiên, vừa mới thăm dò trong chốc lát chạm đến cỗ hỗn độn dòng khí kia liền bị quấy cho vỡ nát. Thật không hổ là cấm bảo phòng chế phẩm, uy lực thật kinh người. Diệp Húc khẽ nhíu mày, mặt bàn vương thần phiên tuy rằng là thuần dương chi bảo ngũ phẩm nhưng chứa nhiều vật liệu quý cũng không tính là vô cùng có giá trị, so ra còn kém cửu đỉnh của Hạ Trùng Dương. Vật liệu hình thành lên thần phiên có giá trị nhất chính là dòng khí hỗn độn không có ánh sáng kia. Hắn có thể cảm giác được dòng khí hỗn độn này ít nhất là cùng một loại vật liệu với kim tinh khí, nặng kinh người, chất lượng cực cao, còn ở phía trên âm dương nhị khí không kém kim tinh khí là mấy. Vật liệu cung cấp kim tinh khí hắn biết đến cũng không nhiều, dòng khí hỗn độn không ánh sáng này chắc hẳn cũng là một trong số đó, chỉ có điều không biết dòng khí loại này tên gọi là gì. Diệp Húc tạm thời tìm không ra tác dụng của dòng khí hỗn độn này, liền đứng lên đem bản vương thần phiên cất giữ, tạm gác lại, về sau sẽ cẩn thận xem xét. Gì là thiên địa tháp của ta, ngược lại tác dụng càng ngày càng giống như Vĩnh Ngọc lâu rồi. Hắn trong lòng cảm thán một câu, từ trên nhìn xuống dưới, đánh giá tòa bảo tháp này, trong lòng rất tò mò. Gì là thiên địa tháp, ngay cả cao thủ tam thần cảnh cũng không thể đánh nát. Ở trong vu hồn giới của Vệ Chăn, hắn cùng với Phượng Yên Nhu đã từng mượn tháp này dùng, chống lại một cước của nguyên thần thứ hai Vệ Chăn. Tòa bảo tháp này vẫn là không có một chút tổn thương nào cả. Tòa bảo tháp này là hắn dựa theo Duy La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển ghi chép lại kiểu dáng của vu bảo rèn mà thành, công hiệu quả thực cùng với Ngọc Lâu bảo tháp mà Thiên Đạo ban tặng giống nhau như đúc vậy. Trong đó cũng có số tầng không gian, hơn nữa cái vu bảo này cũng có thể lớn dần dựa theo Đại Chu Thiên Tinh Đấu Trận Đồ hấp thu Chu Thiên Tinh Lực để nâng cao uy lực của bảo tháp, cùng với Ngọc Lâu của hắn có hiệu quả tuyệt diệu như nhau. Có điều khác biệt chính là Di La Thiên Địa Tháp dựa vào Chu Thiên Tinh Lực để nâng cao uy lực, còn Ngọc Lâu của hắn lại dựa vào việc hấp thu linh khí để tăng số tầng. Hơn nữa, Di La Thiên Địa Tháp sẽ không dành cho việc tu luyện tâm pháp. Diệp Húc phân ra một lũ thần thức thăm dò bên trong bảo tháp, chỉ thấy Phượng Yên Nhu hiện tại đang cố gắng luyện hóa số mảnh vỡ nguyên thần còn lại của Hạ Tùng Giang. Tu vi của nàng hiện giờ sâu không lường được, rõ ràng là đã bước vào tam thai cảnh ảo thai kỳ, đỉnh đầu nổi lơ lửng một quả ảo thai giống như trái tim thùng thùng nhảy loạn. Bên trong ảo thai chính là nguyên thần của nàng, một trích phượng hoàng cánh bảy màu ở vùng trung du của ảo thai trao liệng tung cánh bay lượn, cuồn cuộn nổi lên một đoàn đại hỏa. Hơi thở của Phượng Yên Nhu càng thêm mờ ảo, bên người từng luồng khí chân nguyên xoay tròn giống như một cành bạch tơ, như mộng như ảo, như mây như khói, mông lung, khiến kiểu nhan và dáng người như ẩn như hiện của nàng cùng làn hơi thở của nàng thêm một chút thần bí. Hiện giờ tu vi của Phượng Yên Nhu bạo tăng, thực lực so với trước không ngừng lớn mạnh hơn gấp trăm lần. Da thịt trắng nõn như tuyết của nàng lại lộ một chút phấn hồng mờ nhạt, hết sức thẹn thùng. Mặc dù là đang ở trong lúc khổ tu, nàng vẫn đi dân trần, chân trắng nõn khéo léo chỉ hướng về phía trước nhích lên, thỉnh thoảng nhúc nhích một chút có vẻ cười rất khẽ. Thật đúng là tiểu yêu tinh mà, mê hoặc lòng người. Diệp Húc trong lòng nói thầm một câu. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Diệp Húc của vàng thu hồi thần thức, mở cửa xem, chỉ thấy Tử Thiên Mạch sôi nổi đứng ở ngoài cửa cười nói: "Sư thúc, đại hội bán đấu giá sắp bắt đầu rồi, mời sư thúc cũng rời bước đi qua." "Ồ, làm phiền Thiên Mạch cô nương." Diệp Húc phất tay tới khởi Di La Thiên Địa Tháp, thu hồi đại đỉnh, bảo tháp nằm ở trong tay của hắn, lập tức đi ra gian luyện bảo này, cùng với Tử Thiên Mạch sóng vai mà đi về phía trước. Tử Thiên Mạch vụng trộm đánh giá khuôn mặt của hắn, trong lòng không khỏi thất thần. 3 năm trước khi nàng gặp tiệp Diệp Húc, Diệp Húc vẫn là một thiếu niên ngây ngô, hơi có vẻ lão luyện mà thôi, tu vi chỉ là hạo nguyệt kỳ.
Khi đó Diệp Húc ngoại trừ thân phận địa vị chưa từng được nàng xem vào mắt. Mà nay 3 năm đã trôi qua, tướng mạo của Diệp Húc cũng không chút thay đổi, thời gian dường như dừng lại ở trên người của hắn. Thiếu niên của bây giờ và của 3 năm trước, diện mạo thậm chí còn có vẻ ngây ngô hơn giống như ngày trước vậy. Mặc kệ thời gian trôi qua cực nhanh, hắn cũng không có mang một chút nào dấu vết của thọ nguyên cả. Trên người của hắn, tinh bào được cởi ra thay một bộ quần áo nam. Tuy nhiên hiện giờ Diệp Húc diện mạo vẫn như trước sau như một, nhưng tu vi cũng không phải là vũ sĩ hạo nguyệt kỳ nữa, mà là lưng đã đeo đủ loại ác danh như lão ma đầu giết Đúc Khánh Sơn, bắt cóc nữ nhân của yêu chủ, yêu thiên cung trưởng tuân phủ ác chiến, một chiêu tiêu diệt Lạc Già Sơn. Hắn hoàn toàn đã nổi danh, trở thành vũ sĩ tuổi trẻ trong lớp ma đạo, đang là một ngôi sao mới nổi lên làm người khác phải chú ý. Hơn nữa Tử Thiên Mạch ngày hôm qua còn phải đến báo tin Kiềm Hải nhiều yêu vương cùng nhau giáng lâm hải ngoại tiên cát, hơn nữa trong đó còn có thế hệ trước của Hạ gia cao thủ Hạ Tùng Giang và Bắc Bộ Nội Tần nơi cực lạnh Minh Hà giáo chủ. Những tam thần cảnh bá chủ này nghe nói là vì truy đuổi một gã thiếu niên áo lam mà đến hải ngoại tiên cát này. Lúc này nàng nghĩ đến Diệp Húc đã đến, trong lòng lại càng thêm hoảng sợ. Diệp Húc có thể từ giữa rất nhiều tam thần cảnh đại vu bên mình mà sống đến hiện tại, có thể từ trong tay rất nhiều tam thần cảnh bá chủ trốn thoát, thực lực cường hoành đủ để cho nàng ngưỡng mộ. Khoảng thời gian 3 năm trưởng thành cho tới bây giờ, Diệp Sư Thúc thật sự là một cô đố, phong thái làm cho người ta phải hao tổn tâm tư, nàng thầm nghĩ trong lòng. Hai người đi ra khỏi Tử Uyển Hiên, Tử Thiên Mạch chỉnh đốn lại tâm tình, cười cười nói: Đại hội bán đấu giá của hải ngoại tiên các chúng ta chính là bên trong Chấn Đảo Chi Bảo, Tất Tinh Thiên Lầu Bảo Hồn Giới, do 7 cao thủ đứng đầu 7 đại thiên minh thúc giục, nhằm bảo vệ an toàn cho những người mua tiến vào Bảo Hồn Giới. Sư Thúc xin đi theo ta. Nàng phi thân dựng lên, tử y phiêu nhiên hướng một tòa lâu đài ở trên không mà bay đi. Tòa lâu đài trên không này chắc chắn là Thất Tinh Thiên Lầu rồi. Diệp Húc theo sát phía sau, chỉ thấy Thất Tinh Thiên Lầu càng lúc càng lớn. Đợi đi vào lầu trước, tòa Thất Tinh Thiên Lầu này cao ngất trong mây, nhìn không thấy đỉnh, đã làm cho hắn ngưỡng mộ, lộ ra khí phách khủng vĩ. Đây là một kiện ba pha chi bảo, uy lực có thể tiếp cận bất diệt chi bảo, được 7 đại thương minh dùng để chấn thủ hải ngoại tiên các. Ở lầu trước có rất nhiều tu sĩ tu vi cực kỳ mạnh lục tục đã kéo đến. Những người này tế khởi thẻ tử tinh, lập tức trung hoa quang thiên lầu lóe lên, đem chủ nhân của thẻ tử tinh cuồn cuộn mà nổi lên, tiến vào bên trong thiên lầu. Chỉ có cầm trong tay thẻ tử tinh được các vũ sĩ 7 đại thương minh mời mới có tư cách vào, những người khác hết thảy không có tư cách này. Hóa ra là Diệp Sư Thúc. Đoàn người bay vào Thất Tinh Thiên Lầu ở lầu trước, Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đứng đầu là Thế tử Tam Vương Phủ Đại Tần Triệu Du, là người cùng hắn gia nhập Hoàng Tuyển Mật. Hiện tại Triệu Du tu vi mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng Diệp Húc đã sớm không để hắn ở trong mắt. Ánh mắt của Diệp Húc trực tiếp xem nhẹ Triệu Du, dừng ở trên người hai lão giả phía sau của hắn. Chỉ thấy hai lão giả này hình dung cực kỳ gầy, cao cổ, đã có thần dương khí từ đỉnh đầu hai người phóng lên cao, hình thành lưỡng đạo khí trụ oanh kích hư không. Người chính là người Thái tử Điện Hạ khắp nơi tìm kiếm Diệp Thiếu Bảo kia sao? Trong đấy, một lão giả đi nhanh tiến lên, đứng ở trước mặt Diệp Húc, từ trên xuống dưới đánh giá, rồi cười lạnh hỏi. Một lão giả khác cũng bước nhanh lên trước, ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm Diệp Húc, thản nhiên nói: Tháng trước, Thái tử Điện Hạ đi đến Thiên Yêu Cung, định cưới con gái yêu chủ, ai ngờ lại bị người bắt cóc đi. Diệp Thiếu Bảo, người có biết tội của mình không? Hai gã lão giả này tung hoành ngang ngược, trong lời nói mang theo một kiểu vênh váo lên mặt dạy đời, sai khiến kẻ khác, thật làm cho người ta phải khó chịu. Thái tử, chẳng lẽ là Thái tử Sơ ư? Diệp Húc hơi ngẩn ra, không để tâm tới hai người này. Thái tử Sơ tên là Triệu Thái Sơ, chính là đương kim Thái tử Đại Tần. Đương kim Tần Hoàng tại vị đã hơn 420 năm, hậu cung mỹ nhân vô số, nhiều đếm không xuể. Số hoàng tử được sinh ra cũng nhiều đếm không xuể. Thái tử Sơ chính là nhân tài nổi tiếng nhất ở trong số đó. Hoàng thất Đại Tần lựa chọn thái tử dựa vào là vũ lực, cạnh tranh rất khốc liệt. Thực lực tu vi càng cao, địa vị lại càng thêm vững chắc. Triệu Thái Sơ là thái tử, đồng thời cũng là một gã cao thủ trẻ tuổi, tu vi đạt tới tam thần cảnh, có thể được xưng là đại vu. Theo tin tức, Thái tử Sơ chưa đầy 200 tuổi. Đối với người bình thường mà nói, đã sớm là người cổ lỗi sĩ rồi. Nhưng đối với vu sĩ mà nói, độ tuổi này cũng không tính coi là lớn. Vu sĩ tu thành nguyên đan, thọ nguyên 300 năm, tu thành nguyên thần, thọ nguyên 800 năm. Bởi vậy, trong đám vu sĩ có một quy định bất thành văn,
tuổi không quá 300 liền được coi là thế hệ thanh niên. Thái Tử Sơ tuổi không đầy 200 lại có được tu vi tam thần cảnh, quả thực là cao thủ trong lớp người trẻ tuổi hiện nay. Hai vị tiền bối, ta nói không sai chứ? Tiên Các tổ chức đại hội bán đấu giá, lấy tính cách tên tiểu tử này chắc chắn sẽ xuất hiện ở nơi đây thôi. Triệu Du nhìn về phía Diệp Húc, trong mắt lộ ra quầng sáng hưng phấn, hung ác mà nói: Diệp thiếu bảo, ngươi liên tục làm nhục ta, không đem hoàng thất để vào trong mắt, có từng nghĩ tới cũng có ngày hôm nay hay không? Này Thái Tử Điện Hạ, phái hai vị Hàn Phong, Hàn Nguyệt tiền bối đến, xem ngươi còn có thể trốn đi nơi nào được nữa đây. Diệp Húc mỉm cười, không để bụng, thản nhiên nói: Thái Tử Sơ không tự mình đến tìm ta, chỉ phái hai con chó đến, cũng quá coi thường ta rồi. Hôm nay là một ngày quan trọng của hải ngoại tiên các, bên trong tiên các cấm tranh đấu, hôm nay ta tha cho các ngươi một con đường sống, cút đi. Hắn đi thẳng hướng Thất Tinh Thiên Lâu. Một lão giả trong đám kia giận dữ tím mắt, cười lạnh mà nói: Huynh đệ của ta tuy là lôi tài của Thái Tử Điện Hạ, nhưng ở trước mặt người khác chúng ta chính là chủ nhân, tiểu tử quỳ xuống cho ta. Lão đột nhiên giơ một bàn tay to ra ép tới Diệp Phúc, tính ép cho Diệp Phúc phải nhận sai, ép cho phải quỳ gối xuống. Một tên tiểu tử nguyên đan kỳ, thái tử căn bản là khinh thường đối phó với ngươi, phái hai huynh đệ Hàn gia chúng ta đi ra cũng là cho ngươi mặt mũi rất lớn rồi. Cường giả tam dương cảnh thuần dương kỳ ra tay không hề tầm thường, năm ngón tay giống như năm cái trụ sắt sừng sững, thuần dương khí ở trong lòng bàn tay giống như ma vân cùng nhau ép tới. Láo xược! Từ bên trong Thất Tinh Thiên Lâu truyền đến một tiếng gầm giận dữ, một luồng năng lượng tối tăm từ trong tòa thiên lâu này nổ ra, dần dần hóa thành một cái mặt người hoành giữa không trung, đôi mắt như vực thẳm lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả kia. Trong hải ngoại tiên các cấm động thủ, kẻ nào dám ra tay đó chính là đối địch với Thất Đại Thương Minh ta, cho dù có là Thái Tử Sơ tới cũng không dám làm cản trong thiên các ta đâu. Trên trán lão giả họ Hàn kia mồ hôi lạnh chảy ra, thu hồi bàn tay lại, hung tợn mà chừng Diệp Húc một cái. Hắn điểm như nói: Tiểu tử thối, có giỏi thì đừng ra khỏi tiên các một bước, nếu không đó chính là tử kỳ của ngươi. Diệp Húc cười nhạt lên tiếng: Ở trong hải ngoại tiên các này, dù là đám đại vu như Viên Thiên Công, Hạ Tùng Giang cũng không dám tìm ta gây chuyện. Hai người các ngươi chỉ mới là vu sĩ tam dương cảnh mà cũng dám ra tay tự tìm nhục hay sao? Hắn đang định bước vào Thất Tinh Thiên Lâu, hai lão giả họ Hàn kia lướt nhau một cái, đột nhiên cùng tiến lên kẹp Diệp Húc vào giữa, cười ha ha: nhường chút nào. Hai người tâm ý tương thông, đồng thời ép Diệp Húc lại. Hai người bọn họ chính là cao thủ tam dương cảnh thuần dương kỳ, thân thể trải qua sát khí tẩy lễ trở nên thuần dương, dũng mãnh vô cùng, căn bản không cần động thủ. Vu sĩ nguyên đan kỳ bình thường nếu như bị bọn họ chen ngang ép lại, liền có thể chèn cho thân thể đối phương vỡ tung. Ở trong hải ngoại tiên các, Hàn Phong, Hàn Nguyệt hai người tuy không dám trực tiếp động thủ, nhưng chèn Diệp Húc một cái khiến hắn bị trọng thương vẫn là có thể làm được một cách. Tử Thiên Mạch bị bọn họ đẩy ra một bên, trong lòng kinh hãi, vội vàng kêu lên: Sư thúc cẩn thận! Răng rắc, tiếng xương cốt gãy chuyển đến lộp bộp cực kỳ nhiều, giống như từng chuôi pháo cùng phóng lên. Tử Thiên Mạch gần như không đỡ nhìn, vội vàng mà nhắm mắt lại. Đột nhiên bên tai chuyển đến giọng nói của Diệp Húc: Thiên Mạch cô nương, cô không cùng ta đi vào hay sao? Nàng vội vàng mở mắt ra, chỉ thấy Diệp Húc vẫn bình yên đứng ở nơi đó, mà hai vị cường giả tam dương cảnh Hàn Phong, Hàn Nguyệt giống như bùn nhão nằm ở trên mặt đất, chỉ có khí ra không có khí vào, cách cái chết không xa. Xương cốt của bọn họ vỡ vụn, không chỉ như thế, toàn thân bọn họ tất cả các cơ bắp, kinh mạch, huyết quản lớn nhỏ, thậm chí là lông tóc ở khoảnh khắc đụng vào người của Diệp Húc kia đều bị chấn thành mảnh nhỏ. Diệp Húc giống như một kiện vũ bảo chí cương chí cường đứng ở nơi đó không hề động đậy chút nào, liền đem thân thể thuần dương của hai vị cao thủ thuần dương kỳ chấn cho tan xương nát thịt. Thân thể hắn mạnh mẽ tới cực điểm, căn bản không cần động thủ, chỉ dùng cơ thể chấn một cái, hai vị cường giả Hàn Phong, Hàn Nguyệt liền không chống được. Thân thể của hắn chính là một kiện vũ bảo mạnh nhất, có thể dùng tay không đập nát kiều đỉnh của Hạ Trùng Dương. Lấy thân thể của Hàn Phong, Hàn Nguyệt đương nhiên không thể chống lại được hắn. Nếu không có cấm chế cấm động thủ giết người ở trong tiên các, Diệp Phúc chỉ cần khẽ động một cái liền có thể động cho hai người kia nát bấy rồi. Loại chó săn mà cũng dám khiêu khích ta sao? Không biết sống chết mà. Diệp Húc một cước dẫm lên mặt của Hàn Phong, nhìn về phía Triệu Du mỉm cười nói: Triệu sư đệ, ngươi mang hai con chó này về đi, nói cho Thái Tử Sơ, nếu muốn lấy đầu của Diệp Mỗ hãy tự rửa cổ mà tớ lấy đi. Triệu Du vừa sợ vừa giận,
nhìn hắn như nhìn một con ác quỷ, run giọng nói: Người muốn giết thái tử? Người muốn tạo phản sao? Tử Thiên Mạch không khỏi khẩn trương lên. Lời của Diệp Phúc vừa nói đúng là đã lộ ra sát ý với thái tử Sơ, không tiếc tiêu diệt thái tử Đại Tần, đây không thể nghi ngờ chính là tạo phản. Nàng nhìn thiếu niên bên người, chỉ thấy thiếu niên áo lam nhe răng ra cười, có vẻ pha chút ánh mặt trời rực rỡ, giống như một đứa trẻ vậy. Đừng nói là thái tử, nếu như Tần Hoàng có muốn giết ta cũng không ngại mà tiêu diệt hắn, đổi một vị hoàng đế khác kìa. Diệp Phúc quay người cười với Tử Thiên Mạch: Thiên Mạch cô nương, chúng ta đi vào thôi. Tử Thiên Mạch thất thần một lúc, vội vàng gật đầu. Diệp Phúc dắt tay của nàng tới khởi Tử Tinh Thể, chỉ thấy hoa quang chợt lóe lên, một luồng lực lớn không thể chống cự bao phủ lấy thân thể hắn và Tử Thiên Mạch, đưa vào trong lâu. Diệp Phúc mở mắt ra, chỉ thấy mình xuất hiện ở bên trong một tòa lầu cao. Tòa bảo hồn dưới này là không gian bên trong kiện vô bảo Thất Tinh Thiên Lâu. Bên trong lâu, hai bên những gian nhã các san sát, ước chừng có hơn ngàn gian. Tân khách chỉ cần ngồi bên trong nhã các liền có thể nhìn đến vật phẩm đấu giá mà thất đại thương minh bày ra, đấu giá những bảo vật mà mình nhìn chúng. Hơn nữa, tính bảo mật trong tòa bảo hồn dưới này rất tốt. Mỗi một gian nhã các đều ẩn chứa những luồng dao động khác thường, đủ để ngăn cản thần thức của những kẻ khác tra xét, bảo vệ sự riêng tư cho tân khách, không cần lo chuyện sau khi lấy được bảo vật bị người biết đến, nửa đường mà đánh cướp. Có trách hải ngoại tiên các có thể kiêu ngạo, mỗi lần bán đấu giá đều có không ít cao thủ cổ động, bọn họ chuẩn bị thấu đáo như vậy. Nếu như so sánh thì đại hội La Phù Đảo quả thực chính là một cái chợ lộn xộn, không biết sắp xếp mà thôi. Diệp Phúc không ngừng cảm thán trong lòng, trực tiếp ngồi xuống. Tử Thiên Mạch đứng bên người hắn cười nói: Diệp sư thúc, tính bảo mật trong Thất Tinh Thiên Lâu chúng tôi rất cao, tuyệt đối không có kẻ nào có thể thăm dò được thân phận của ngươi đâu. Nhưng nếu có ác ý hét giá lên cao mà lại không có đủ linh mạch để trả, vậy thì thật có lỗi rồi. Nàng mở miệng cười nói: Đã từng có một vị đại vu tam thần cảnh cố đấu giá được bảo vật lại không đủ linh mạch, bị 7 vị tiền bối quản lý thiên lâu trực tiếp bắt đi, rút ra nguyên thần luyện chế thành con rối bảo vệ lâu kìa. Diệp Phúc líu lưỡi, ngay cả đại vu tam thần cảnh cũng bị bắt đi rút đi nguyên thần, thực lực của hải ngoại tiên các quả đúng là khủng bố. Sau một lúc lâu, đột nhiên một giọng nói rất lớn vang lên, chuyển khắp không gian bảo hồn giới: Vật phẩm bán đấu giá đầu tiên chính là Chấn Long Bảo Ấn, bảo vật này lấy được từ cổ mộ Lam Sơn, tục truyền chính là một vật chấn rồng do một vị đại phu thượng cổ luyện chế, nguyên thần chi bảo, bên trong có phong ấn một nửa nguyên thần chân long. Giọng nói này còn chưa hạ xuống, chỉ thấy tầng đỉnh thiên lâu một cái bảo ấn chậm chậm hạ xuống, lơ lửng giữa không trung. Bảo ấn chạm trổ như rồng, trông rất sống động, chỉ lớn tầm 3 tấc. Tiếp theo, một luồng chân nguyên mênh mông tuôn vào trong bảo ấn, chỉ thấy bảo ấn càng lúc càng lớn, dài đến vài dặm. Bảo ấn hình rồng đột nhiên hơi động, vảy rồng rung lên, một tiếng như đá vàng vang lên. Bảo ấn biến mất, một con chân long xuất hiện bên trong bảo hồn giới, tản ra một làn hung uy làm cho người ta phải run rẩy. Con chân long này có nửa thân trước, phần sau dường như bị người chặt đứt. Đôi long nhãn kia vô cùng phẫn nộ, tầm mắt tới đâu, không gian cho đó vặn vẹo, bày ra pháp lực cùng sức mạnh vô cùng dũng mãnh. Tuy nguyên thần chân long này không được đầy đủ, nhưng nguyên thần chân long cực kỳ hùng mạnh, vượt qua nguyên thần của đại vô tam thần cảnh, có thể thấy qua được uy lực của bảo ấn. Thứ này có thể nói là một nguyên thần chi bảo khiếm khuyết, có được món bảo vật này không khác gì có thêm một gã thủ hộ giả tam thần cảnh. Hải ngoại tiên các cũng thật nhiều tiền thế lớn, vật đấu giá thứ nhất chính là nguyên thần chi bảo, tuy rằng không trọn vẹn, thế nhưng uy lực không hề nhỏ. Vũ sĩ tam đan cảnh cầm bảo vật này ở trong tay, thậm chí có thể liều mạng với vũ sĩ tam thần cảnh. Giờ phút chấn động tâm thần, thầm nhủ: Nguyên thần chi bảo cực kỳ hiếm có, phải săn bắt nguyên thần của vũ sĩ hoặc yêu tộc đánh vào trong thuần dương chi bảo, luyện chế thành bảo vật uy lực cao hơn thuần dương vũ bảo gấp không chỉ mấy trăm lần. Dù là đại vu tam thần cảnh cũng chưa chắc đã có được nguyên thần chi bảo. Diệp Phúc từng thấy đại vu tam thần cảnh tỉ như linh phủ của Ngụy Hiên, kim kiều của cường giả Nguyên Thủy Ma Tông, kim bổng trong tay Viên Thiên Công đều là thuần dương chi bảo, thế nhưng lại không thể gọi là nguyên thần chi bảo. Nguyên nhân chính là bởi vì bên trong vũ bảo của bọn họ không có nguyên thần. Chấn Long Ấn vừa xuất hiện liền tác động đến tâm thần của mọi người, đẩy không khí trong đại hội đấu giá lên đỉnh. Không ít cao thủ đến từ các thế lực lớn, các đại môn phái đều ra giá. Cái Chấn Long Ấn này trong chốc lát ngắn ngủi liền đạt tới một con số khủng bố, mà vẫn còn đang không ngừng được tăng lên. Cuối cùng, giá của cái Chấn Long Ấn này dừng lại ở con số 246 cái tam gia linh mạch, được một vị vũ sĩ không biết tên mua đi.
Trấn Long Bảo Ấn dẫu sao cũng là nguyên thần chi bảo, cực kỳ hiếm có. Sau khi tế lên rồi, sẽ có nửa cái nguyên thần Trấn Long trợ chiến, uy lực vô cùng dũng mãnh. Cho dù là vu sĩ tam thần cảnh, cầm bảo vật này trong tay, gần như có thể quyết tranh hơn thua với cao thủ tam thần cảnh. Kiện bảo ấn này, ngay cả Diệp Phúc cũng cực kỳ thèm thuồng. Sau đó hải ngoại tiên các bán đấu giá vài món bảo vật, không có thứ nào trội hơn Trấn Long Bảo Ấn nữa. Chỉ vẹn vẹn vài món thần dương chi bảo đã vượt qua 7 lần sát khí tể lễ. Nhân lúc Trấn Long Bảo Ấn làm nóng lên bầu không khí, vài món bảo vật kia cũng bán đi với giá không rẻ. Nhưng sau đó, nhiều cao thủ tham dự đại hội đấu giá lập tức tỉnh táo lại. Khi ra giá, có vẻ cẩn thận hơn rất nhiều, giá cũng hạ xuống. Tử Thiên Mạch thấy thần sắc Diệp Húc không hề thay đổi, cũng không tham dự đấu giá, trong lòng có chút tò mò, cười nói: "Sư thúc, chẳng lẽ những bảo vật này cũng không nhập vào được mắt thần của sư thúc hay sao? Lấy tài lực của người nên mua vài món thần dương chi bảo mới phải." Đại hội đấu giá lần này, những bảo vật đấu giá thường đều là những thần dương chi bảo đã vượt qua 7 lần sát khí tỷ lệ, uy lực vô cùng hùng mạnh. Đối với đại vô tam thần cảnh đều có sức hút không hề nhỏ. Tuy rằng những bảo vật này kém nguyên thần chi bảo, nhưng dù là đại vô tam thần cảnh cũng không phải ai cũng có được nguyên thần chi bảo. Đại đa số đều là sử dụng thần vương vô bảo. Chỉ vượt qua 7 lần sát khí tỷ lệ, hoàn toàn không thể coi là bảo vật tốt gì cả. Diệp Phúc mỉm cười nói: "Toàn thân ta đều là thần dương chi bảo đã vượt qua 7 lần sát khí tỷ lệ, mua thêm những bảo vật này thì hơi lãng phí." "Toàn thân đều là thần dương chi bảo ư?" Tử Thiên Mạch lưu lưỡi, trong lòng lại không tin. Dù là đại vô tam thần cảnh cũng chưa chắc có thể xa xỉ như vậy, đem tất cả vô bảo đều luyện thành thần dương. Dù sao bên trong thiên địa cửu sát, thủy, phong, hỏa, phong hỏa sơn, năm đạo sát khí này là dễ tìm kiếm nhất, mà âm dương nhị khí là cực kỳ hiếm thấy, thiên sát địa sát lại càng thêm hiếm có. Thần dương chi bảo đã vượt qua 7 lần sát khí tỷ lệ rất hiếm thấy, có một số đại vô tam thần cảnh thậm chí cả đời đều chỉ dùng bảo vật bình thường đã vượt qua 5 lần tỷ lệ. Diệp Phúc nói hắn tập hợp một thân Tử Thiên Mạch đương nhiên ngàn vạn lần không tin. Diệp Phúc mỉm cười không giải thích, tiếp tục nhìn hướng phòng đấu giá. Hắn có được vô bảo thần dương rất may mắn, nếu không nhờ Hạ Trùng Dương tế lên kiều đỉnh thúc dục bảy đạo sát khí định luyện hóa hắn, thì đám vô bảo của hắn lúc này vẫn chỉ là cấp chiến giáo, còn sao mới đến cấp thần dương. Thần dương chi bảo nhìn như đơn giản nhưng yêu cầu tài liệu cực cao, vô bảo cấp chiến giáo bình thường chỉ sợ mới vừa tiến vào trong sát khí sẽ dập nát hoàn toàn, bị sát khí tỷ lễ hủy diệt. 100 kiện vô bảo cấp chiến giáo cũng chưa chắc có thể có được một món nào vượt qua được một đạo sát khí tỷ lễ, có thể thấy được thần dương vô bảo cực kỳ khó có được. Bảo vật toàn thân Diệp Phúc đều là dùng vô bảo thần dương luyện chế mà thành, vượt qua 7 lần sát khí tỷ lệ dễ dàng. Đổi lại là kẻ khác, những bảo vật khác tỷ lệ vỡ nát sẽ vô cùng lớn. Dù sao cũng sẽ không có nhiều người phung phí như thế, đem một đống vô bảo thần dương hòa tan phân giải trở thành nguyên liệu để rèn vô bảo cho mình. Đột nhiên một vật kỳ quái từ trên không chậm chậm rơi xuống phòng đấu giá, dài đến mấy trượng, hình dạng như cột buồm một chiếc thuyền lớn, có đến hàng ngàn khớp xương, những cái khớp đó đan xen tiếp nối cùng một chỗ, giống như hình rồng, rất là sống động. Chẳng qua cột buồm đó cũng không phải là xương cốt cự long chân chính, mà là do hơn 10 vạn vu bảo tổ hợp mà thành, tạo thành một tổ hợp thể vu bảo. Từ xa nhìn lại, cột buồm này giống như trụ tử cây cột thật lớn vắt ngang nơi đấy. Long cốt vừa xuất hiện, Diệp Phúc cảm thấy trong Di La Thiên Địa Tháp thiên cơ tán đột nhiên bạo động, từ trong cơ thể hắn lao ra phía ngoài, đinh đinh rung động. Xoạt một tiếng, cái ô trắng này đột nhiên phân giải, hình thành cánh chim dài đến hơn 10 trượng ở phía sau Diệp Húc, trắng muốt đẹp đẽ. Vô số vô bảo lưu chuyển trong cánh chim, phát ra tiếng vang thanh thúy, dễ nghe và êm tai. Vù vù. Bạch Vũ đã xuất hiện, hai cái đuôi phóng lên cao, giống như hai con tuyết yến, bay tới bay lui xung quanh Bạch Vũ, dệt thành một hình ảnh lộng lẫy. Hình ảnh này khiến Tử Thiên Mạch hoảng sợ, không hiểu vì sao. Diệp Húc đứng dậy, nhìn chằm chằm cái cột buồm kia, tâm thần lên xuống không ngừng. Cái cột buồm này nhất định là một bộ phận tạo thành thiên cơ tán rồi. Dù thế nào đi chăng nữa, ta phải lấy món bảo vật này tới tay thôi. Cái cột buồm này xuất phát từ bên trong di tích đáy biển Quỳnh Hải Cổ Vực, từ hơn 70 kiện vu bảo cực nhỏ tổ hợp mà thành, hẳn là cột buồm của một chiếc chiến thuyền. Giọng nói kia lại vang lên, trầm giọng nói: Bảo vật này chính là tàn kiện của một kiện vu bảo hoàn chỉnh. Rất nhiều giám bảo sư trong hải ngoại tiên các chúng tôi cũng không thể nghiên cứu ra được công dụng của bảo vật này, nhưng chất liệu bảo vật này không tệ, so với thuần dương chi bảo vượt qua 9 lần sát khí tể lễ
còn cứng hơn rất nhiều. Giọng nói kia mang theo chút tiếc hận nói, ưu điểm của nó chỉ có một dạng, chính là rất cứng, rất nặng. Khuyết điểm là không thể tiến lên để phát huy ra uy năng của vũ bảo được. Nhưng mà bảo vật này có thể đúc lại, trở thành tài liệu luyện bảo, vượt qua 9 lần sát khí tẩy lễ, trở thành thuần dương chi bảo cao nhất cũng không phải nói đùa. Chủ nhân của bảo vật này ủy thác hải ngoại tiên các ta bán ra, giá ban đầu là 10 điều tam gia linh mạch. Nơi đây lập tức lâm vào im lặng, không ai ra giá. Nếu như chỉ có thể coi là tài liệu để dùng thì chỉ chẳng hề có chút hấp dẫn nào với mọi người. Quan trọng nhất là luyện chế một lần nữa thành vũ bảo thuần dương cần sưu tầm sát khí. Dù cho tài liệu cái cột buồm này kinh người bao nhiêu, nhưng tìm kiếm chín đạo sát khí không biết sẽ tốn bao lâu mới có thể luyện nó thành thuần dương chi bảo đỉnh phong. Mà giá trị 10 điều tam gia linh mạch liền tương đương với một kiện vũ bảo thuần dương vượt qua 7 đạo sát khí tiền lễ. Dùng 10 điều tam gia linh mạch đi mua một đống tài liệu, với đại đa số người mà nói, mất nhiều hơn được. Người khác bất động, Diệp Phúc cũng tĩnh tâm xuống mỉm cười. Tử Thiên Mạch giờ khóc giờ cười, thầm nói trong lòng, thật đúng là con cáo già mà. Nàng có thể nhìn ra được, vũ bảo hình dáng cánh chim phía sau Diệp Phúc cùng với cột buồm hình dáng long cốt kia chính là một thể. Long cốt xuất hiện dẫn tới cánh chim cộng hưởng, bởi vậy cái cột buồm này chắc chắn Diệp Phúc nhất định là phải lấy. Nhưng sở dĩ Diệp Phúc không cạnh tranh cũng là vì lo lắng có người cùng hắn đua giá, hắn nhất định dùng cái giá thấp nhất để mua món bảo vật này. Diệp Sư Thúc thật là cáo già, cánh chim phía sau hắn nhất định không phải phàm vật, chỉ dưng giá trị cánh chim đều hơn xa 10 điều tam gia linh mạch rồi. Nếu mang lên đấu giá đòi 100 điều tam gia linh mạch cũng chẳng có gì là lạ cả. Tử Thiên Mạch chớp động đôi mắt thầm nghĩ, giá trị cây cột buồm kia chắc hẳn hơn cánh chim này không biết bao nhiêu. Quá đen, thật sự là quá đen mà. Phòng đấu giá yên lặng trong phút chốc. Mắt thấy cái long cốt sắp bị chuyển đi, đột nhiên một giọng nói lười biếng truyền đến, 10 điều tam gia linh mạch ta muốn. Cao thủ tiên các chủ trì đấu giá nhẹ nhàng lên thở ra, lập tức đi lấy cái long cốt kia, sai người đưa đến nhã các cho Diệp Phúc. Sau một lúc lâu, một vị lão giả tay bê cột buồm đi vào trong nhã các, cười nói, quý khách, bảo vật của ngài đã đến. Ông ta còn chưa kịp nói xong, đột nhiên một tiếng ầm thật lớn vang lên. Chỉ thấy cây cột buồm này vừa mới xuất hiện, cánh chim cùng với hai cái đuôi đang tung bay khắp nơi. Ở phía sau đột nhiên như tìm thấy được nơi thuộc về, phân giải giữa không trung hóa thành hàng ngàn vũ bảo thật nhỏ bay múa đầy trời. Ầm 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 ầm, cột buồm trong tay lão giả kia cũng phân giải ra, ùn ùn chia thành những vũ bảo cực kỳ nhỏ. Ở trong gian nhã các này hình thành từng dòng nước vũ bảo nhanh chóng lượn trên không trung, từng luồng thuần dương khí trào ra ép cho lão giả kia cùng với Tử Thiên Mạch không ngừng lùi về phía sau, không thể không rời khỏi nhã các. Hai người vô cùng khiếp sợ, nhất là vị lão giả kia. Ông ta chính là giám bảo sư trong hải ngoại tiên các, đừng đờ cường giả tam dương cảnh, tu vi thực lực đều cực kỳ hùng mạnh, thế nhưng bị thuần dương khí những vũ bảo đó tản ra ép lui, có thể thấy được uy năng của những vũ bảo đó không hề nhỏ. Hai người vội vàng nhìn vào trong nhã các, chỉ thấy trong các tuôn ra một mảng bạch quang chói mắt, làm cho không ai có thể nhìn thẳng vào đó được. Đây là thuần dương khí nồng đậm tới cực điểm, từ vô số vũ bảo thật nhỏ phát ra, nhưng lại không ngừng kéo lên. Trong chớp mắt, thuần dương khí mà gần 100 vạn vũ bảo thật nhỏ tản ra, vượt qua vũ bảo thuần dương, đã vượt qua 9 đạo sát khí tiền lễ. Trong nhã các, thuần dương khí càng lúc càng nồng đậm, giống như một cái lò lửa thật lớn, mà còn tiếp tục tăng lên, đánh cho gian nhã các này không ngừng rung lên. Vũ bảo thuần dương cao nhất cũng không có được cái loại uy thế này. Lão giả kia nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn thiếu nữ áo tím bên người, nghi hoặc mà nói, Tử nha đầu, món bảo vật này đến thật cùng là thứ gì vậy? Sao lại có thể từ một kiện mảnh vỡ vô bảo bỏ đi trong nháy mắt nhảy vọt lên thuần dương chi bảo đỉnh phong vậy? Lão phu dám bảo đã 100 năm rồi cũng chưa từng gặp chuyện nào kỳ lạ đến như vậy. Tử Thiên Mạch cũng ngỡ ngàng, lắc đầu cười khổ nói, Tuyền lão, ngài cũng không biết ư? Làm sao mà cháu biết được đây? Hai người đứng ở bên ngoài, chỉ nghe bên trong truyền đến tiếng va chạm đinh đinh, giống như mưa to trút lên hoa lê, vô cùng vô tận. Rất lâu sau đó, tiếng vang ngừng lại, hai người ló đầu nhìn vào, thấy phía sau Diệp Húc một cây cột buồm hình rồng nổi lơ lửng. Trên cột buồm có treo cánh buồm màu trắng, tản ra thần dương khí đậm đặc đến cực điểm. Vù vù, thần dương khí đột nhiên bị mấy món vũ bảo kỳ quái này hút hết lại. Gần 100 vạn cái vũ bảo chỉ tạo thành được một cây cột buồm và cánh buồm này hay sao? Ánh mắt của Tuyên lão tràn đầy ngỡ ngàng,
ngơ ngác nhìn phía sau Diệp Húc, lẩm bẩm nói: "Cây cột buồm và cánh buồm này vượt qua phần lớn vô bảo thần dương đỉnh phong không biết bao nhiêu lần. Ông trời ơi, con thuyền này, con thuyền nào mới có tư cách sử dụng cây cột buồm như thế này đây?" Lão ta vô cùng khiếp sợ, gần như không thể tin được. Tuyên lão một đời giám bảo, luyện bảo, kiến thức rộng lớn, nhưng dù thế, lão ta cũng không thể tưởng tượng nổi nếu chiếc lâu thuyền này phục hồi như cũ, uy thế sẽ lớn đến bao nhiêu, mà ai mới có tư cách điều khiển chiếc lâu thuyền như thế. Thiên cơ tán của ta chỉ sợ không thể gọi là thiên cơ tán được nữa rồi. Hiện giờ nó đã hóa thành cánh buồm rồi, không biết tốc độ và uy lực của nó so với trước đây thì sẽ thế nào đây. Diệp Phúc khẽ động tâm niệm, thu cột buồm lại, lấy ra 10 cái tam gia linh mạch giao cho Tuyên lão. Lão giả này vẫn còn có chút không yên, không chút để ý, nhận lấy linh mạch, bước thấp bước cao mà rời đi. Tức nhưỡng chính là tức nhưỡng mà, kẻ nào hoang phí như vậy, ngay cả loại bảo vật cấp bậc kim tinh khí này cũng mang ra đấu giá được. Trong phòng đấu giá đột nhiên tiếng ồn ào rộ lên, Diệp Húc trong lòng vừa động, vội vàng trở về nhã các. Nhìn lên trên chỉ thấy một cái nguyên thần huyền quy thật lớn lơ lửng ở giữa phòng, trên lưng chở một tòa ngọc đài. Trên ngọc đài có một quả cầu khí màu đất vàng to tầm nắm tay, đang không ngừng ngọ nguậy như là có sinh mạng vậy. Dòng khí màu vàng đất này đang liên tục hút lấy địa khí. Tuy rằng thất tinh thiên lâu lơ lửng giữa không trung, nhưng vẫn bị nó từ trong hư không hút lấy địa khí, liên tục dung nhập vào trong quả cầu, tự mình làm lớn mạnh. Con huyền quy phía dưới chu vi vài dặm rất to lớn, chính là nguyên thần của cường giả tam thần cảnh. Lưng đeo khối tức nhưỡng này lại có vẻ vô cùng nặng, không thể chịu được. Đây chính là tức nhưỡng sao? Diệp Húc cảm xúc dâng trào, nhìn chằm chằm quả cầu khí lưu kia. Dù là thiên địa tháp của hắn còn thiếu một tài liệu rất quan trọng, đó là tức nhưỡng. Chỉ có dung nhập tức nhưỡng vào bảo tháp mới có thể hoàn toàn triển khai các loại uy lực của món vũ bảo này ra. Hiện giờ món vũ bảo này có rất nhiều công dụng mà hắn chưa phát hiện ra. Nếu như uy năng của Di La Thiên Địa Tháp phát động, uy lực chắc chắn so với hiện tại sẽ mạnh hơn rất nhiều. Quả cầu tức nhưỡng này dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng phải lấy tới tay, vô luận là cạnh tranh hay là lừa gạt cứng đoạt. Rất nhanh liền có người ra giá, khiến cho quả cầu tức nhưỡng kia lấy một tốc độ khủng khiếp tăng lên, nhanh chóng đặt tới một con số khủng bố, thậm chí còn vượt qua xa món vũ bảo thần dương kia. Hơn nữa con số này vẫn còn đang không ngừng tăng vọt, rất nhanh liền đến 500 đại quan. 10 cái tứ gia linh mạch. Một âm thanh trẻ tuổi ra giá. Giá của tức nhưỡng đã được tăng lên con số này mà vẫn còn đang tăng lên, chẳng qua khoảng cách đã không còn khổng lồ như trước nữa. Tâm Diệp Phúc trầm xuống. Trên người hắn ngoại trừ hơn 30 cái linh mạch vương cấp, 6 cái tứ gia linh mạch, một cái tứ gia linh mạch có chất chứa lượng linh khí tương đương với 100 tam gia linh mạch. Tổng cộng tất cả linh mạch trên người hắn cộng lại cũng không quá 600 cái tam gia linh mạch. Lấy tiền vốn của hắn chắc chắn không thể lấy được quả cầu tức nhưỡng kia. Giá của tức nhưỡng vẫn đang không ngừng tăng lên, hiển nhiên món bảo vật này làm cho rất nhiều người thèm thuồng, thậm chí cả đại vua tam thần cảnh cũng không khỏi động tâm, bắt đầu gia nhập hàng ngũ đấu giá. Đa số đại vua tam thần cảnh đều là bá chủ hùng bá một phương, tiền của nhiều không phải người bình thường có thể sánh được. Bọn họ ra tay đấu giá, Diệp Phúc căn bản không có bất cứ cơ hội nào. "Thiên mạch cô nương, tôi muốn cùng Tử Uyển Hiên của cô làm một vụ làm ăn." Sắc mặt của Diệp Phúc thản nhiên nói: "Ta muốn mượn tiền của Quý Hiên cạnh tranh món bảo vật này." Trên khuôn mặt của Tử Thiên Mạch hiện ra vẻ khó xử nói: "Sư thúc à, chuyện này chỉ có sư phụ của ta mới có thể quyết định được. Lấy tư cách của ta vẫn chưa thể dùng tài nguyên của Tử Uyển Hiên." "Không sao đâu, cô mang theo cái kiếm khí này đi gặp Hiên chủ đi." Diệp Phúc tế lên kim tinh kiếm khí giao cho Tử Thiên Mạch, trầm giọng nói: "Kim tinh kiếm khí sao?" Tử Thiên Mạch nhìn thấy đạo kim tinh kiếm khí kia không khỏi giật mình kinh hãi. Kim tinh khí cùng tức nhưỡng chính là những tài liệu cùng cấp bậc, giá trị của đạo kim tinh kiếm khí này của Diệp Húc dù không bằng tức nhưỡng nhưng cũng không kém là bao. Nàng ta lập tức mang theo kiếm khí vội vàng rời đi. Sau một lúc lâu, một phụ nữ trung niên chậm chậm đi vào trong gian nhã gian này. Vị phụ nữ trung niên này có bộ dáng rất phúc hậu, mặt như trăng tròn, mỉm cười nói: "Tiêu Nguyệt Tường, người đứng đầu Tử Uyển Hiên, kính chào Diệp Phong chủ." Diệp Húc đứng dậy chào, trầm giọng nói: "Hiên chủ, nghĩ như thế nào?" Tiêu Nguyệt Tường khẽ cười, tế khởi kim tinh kiếm khí nói: "Nếu là phong chủ chịu bán đạo kim tinh kiếm khí này cho Tử Uyển Hiên ta, chỉ là giá trị của nó không bằng tức nhưỡng được." Diệp Húc hơi trầm ngâm một lát, ở trong đôi mắt âm dương nhị khí uốn lượn mà ra, hai dòng linh khí này bị hắn bức ra khỏi mắt,
rơi xuống tay, mỉm cười nói: "Vậy thêm hai dòng âm dương nhị khí này, hiên chủ thế sao?" Tiêu Nguyệt Tường không khỏi động dung, cười khanh khách nói: "Thêm âm dương nhị khí, đương nhiên là có dư rồi. Phong chủ yên tâm, Tử Uyển Hiên ta nhận lấy hai bảo vật này, tất sẽ tận lực giúp phong chủ lấy được tức nhưỡng." Bà ta đột nhiên mở miệng nói: "Tử Uyển Hiên, ra mua tức nhưỡng, ra giá 5.000 cái tam gia linh mạch." Lời vừa nói ra, phòng đấu giá liền im lặng như tờ. 5.000 cái tam gia linh mạch đã đạt tới giá cuối cùng của tức nhưỡng, tương đương với 50 cái tứ gia linh mạch. Phần vốn này cũng chỉ có Tử Uyển Hiên, loại thương đạo đại gia này mới có thể lấy ra dễ dàng như thế. Thậm chí ngay cả mày cũng không hề nhăn lấy một cái. Sau một lúc lâu, có người tức giận nói: "Tử Uyển Hiên chính là một trong những chủ nhân của đại hội đấu giá hải ngoại tiên các lần này. Chẳng lẽ chủ nhân cũng muốn nhúng tay vào lần đấu giá lần này hay sao?" "Không sai, Tử Uyển Hiên mua tức những thế này làm cho người ta không phục mà." "Quá nữa là giao dịch ngầm rồi." Mọi người ào ào nói. Tiêu Nguyệt Tường hừ lạnh một tiếng, cất cao giọng nói: "Tử Uyển Hiên ta chính là sản nghiệp của Hàn Nguyệt Cung. Nếu ai không phục, không ngại thì đi Hàn Nguyệt Cung mà nói." Phòng đấu giá là lặng ngắt như tờ. Sau lưng Tử Uyển Hiên có bóng dáng của Hàn Nguyệt Cung. Đây là chuyện ai cũng biết. Hàn Nguyệt Cung thân là một trong tam cung ma đạo, nội tình so với bậc đại phái ma đạo như Nguyên Thủy Ma Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông còn hùng hậu hơn không biết bao nhiêu lần. Đối nghịch với Hàn Nguyệt Cung rõ ràng chính là muốn chết. Tiêu Nguyệt Tường thuận lợi lấy được tức nhưỡng. Không quá một lát, một lão giả tam thần cảnh tế khởi nguyên thần huyền quy, thật cẩn thận nâng quả cầu tức nhưỡng này đi vào trong gian nhã các của Diệp Phúc ở. Ở trong nhiều tài liệu cấp kim tinh kiếm khí, kim tinh chi khí thì tức nhưỡng là nặng nhất. Quả cầu tức nhưỡng này tuy chỉ to bằng nắm tay, thế nhưng trọng lượng của nó không thua gì ngàn ngọn núi lớn đâu. Chỉ có đại vu tam thần cảnh mới có thể di chuyển nó được. Tiêu Nguyệt Tường cũng lên tiếng cười nói: "Diệp phong chủ, ngươi định mang tức nhưỡng đi như thế nào đây?" "Sao, 1.000 ngọn núi sao? Để ta thử xem." Diệp Húc hít vào một hơi thật sâu, bước một bước dài lên phía trước, đưa tay chụp tới tức nhưỡng trên lưng huyền quy. "Lên!" Quả cầu tức nhưỡng này hơi run run nhưng cũng không bị hắn nhấc lên. Tức nhưỡng tuy nhỏ nhưng nặng kinh người, so với bất luận một món vô bảo nào mà Diệp Húc từng thấy đều nặng hơn nhiều. Tiêu Nguyệt Tường cùng lão giả tam thần cảnh kia liếc nhau, khóe miệng lộ ra ít cười cười nói: "Diệp phong chủ có cần giúp một tay hay không?" "Không cần." Diệp Phúc nhẹ giọng nói: "Một chút trọng lượng đó ta vẫn có thể lấy lên được." "Nguyên công vận chuyển, vạn kiếp vô lượng, nguyên thần gia trì, nguyên đan gia trì, lên cho ta." Hắn dùng toàn lực đủ loại tâm pháp vận chuyển, tu vi của nguyên thần đồng thời gia trì thân thể, cuối cùng từng tấc nhấc tức nhấc lên. Tiêu Nguyệt Tường và lão giả tam thần cảnh vốn định khoanh tay nhìn hắn xấu hổ, lúc này nhìn thấy hắn lại bằng lực của một cánh tay mà nhấc tức nhấc lên, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Tên tiểu tử này sức mạnh quả thực không kém nguyên thần. Nhất là lão giả tam thần cảnh kia, lão ta lấy tu vi đại vu còn phải tế nguyên thần lên mới có thể đem nhấc tức nhấc lên, mà Diệp Húc lại chỉ dùng một tay đã có thể cầm khối tức nhấc kia trong tay, quả thật làm cho lão ta chố mắt không thôi. Diệp Húc tới lên Di La Thiên Địa Tháp, thu tức nhấc vào trong, khẽ thở một hơi. Tức nhấc tới tay rồi, hòn đá trong lòng hắn cuối cùng cũng rơi xuống. Dù đạt được quả cầu tức nhẫn này khiến hắn tiêu phí đi kim tinh kiếm khí cùng âm dương nhị khí, nhưng trong lòng hắn đã cảm thấy rất đáng giá. Có đệ nhất sát thần rồi, âm dương nhị khí và kim tinh kiếm khí với hắn mà nói không có mấy tác dụng, lấy ra đổi lấy tức nhẫn đủ để có thể làm cho uy năng của Di La Thiên Địa Tháp tăng lên rất lớn. Quả cầu tức nhẫn này vừa rơi vào trong Di La Thiên Địa Tháp, lập tức bắt đầu động hóa thành một dòng khí từ từ thẩm thấu đến từng góc nhỏ một trong thân tháp. Diệp Phúc có thể cảm giác được uy năng của tòa bảo tháp này đang dần dần tăng lên. Đây là bảo tháp tự mình biến hóa, không liên quan đến hắn. Hai vị xin cứ tự nhiên. Diệp Phúc khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần. Tiêu Nguyệt Tường và lão giả tam thần cảnh kia rất tò mò với hắn, nhưng thấy Diệp Phúc hạ lệnh đuổi khách cũng đành phải rời đi. Tiêu Hiên Chủ vốn là loại người keo kiệt, sao có thể giúp tiểu tử đó lấy được tức nhưỡng đấy? Lão già tam thần cảnh kia nghi hoặc vạn phần, lắc lắc đầu, đi đến chỗ ở sâu nhất trong thất tinh thiên lâu. Sau đó, trên đại hội đấu giá lại có không ít bảo vật cực kỳ hiếm có xuất hiện, khiến cho không biết bao nhiêu người cạnh tranh.
nhưng tâm tư Diệp Húc là hoàn toàn không ở trên chuyện này, toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt lên Di La Thiên Địa Tháp. Tức những kia đang từ từ dung nhập vào trong Di La Thiên Địa Tháp, qua hồi lâu cuối cùng đã hoàn toàn dung nhập hết vào trong tháp. Tòa bảo tháp này bắt đầu tự hô hấp, phun ra nút vào chu thiên tinh lực cùng địa khí, làm cho bản thân dần dần trưởng thành. Diệp Húc đem chân nguyên của bản thân rót hết vào trong tháp, nhất thời một loại cảm giác cực kỳ kỳ lạ đột nhiên tuôn vào trong đầu của hắn, phảng phất như có một âm thanh đang kêu gọi mình, kêu gọi Di La Thiên Địa Tháp của mình. Bản thân hắn biết được, lại không rõ loại cảm giác này từ đâu mà đến. Bên tai hắn đột nhiên truyền đến một tiếng nổ long trời lở đất, mọi thứ trước mắt đột nhiên biến mất, một luồng cảm ứng mãnh liệt vượt qua từng tầng không gian, từng dòng thời gian vượt qua hàng tỷ khoảng cách đánh vào trong đầu óc của hắn. Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, ở sâu trong vô số tinh vân, một tòa thiên cung lơ lửng, vô số cung điện trùng trùng điệp điệp, nguy nga đồ sộ. Tòa thiên cung này quả thật không dùng bút mực thì khó có thể hình dung được, rộng lớn bao la, mênh mông khôn cùng. Ở trong chỗ sâu nhất của thiên cung, bên trong tầng tầng tinh vân, một tòa bảo tháp 33 tầng đồ sộ đứng sừng sững, tản ra vô cùng vô tận uy năng. Tòa bảo tháp này rất lớn, cao không biết bao nhiêu dặm, rộng không biết bao nhiêu, hạ xuống từng dòng khí huyền hoàng. Dòng khí chuyển động đẩy ra vô số ngôi sao cực lớn ở bên cạnh tháp, giống như gạt đi những viên bi nhỏ bé xinh xắn. Tòa bảo tháp này với hắn mà nói có một loại cảm ứng kỳ diệu, giống như cùng hô hấp với bảo tháp trong tay hắn vậy. Đây là một loại cảm ứng kỳ diệu, huyền diệu, vượt qua khoảng cách hàng tỷ vạn dặm, đánh xuyên qua thời không, liên kết với bảo tháp của hắn. Đây là Di La Thiên Địa Tháp hoàn chính, bảo vật do Di La Thiên Yêu Đế luyện chế, là bảo vật so với cấm bảo còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Húc nhìn mà nghẹn họng chân chối, đột nhiên tinh thần của hắn hơi động, hình ảnh này đột nhiên biến mất khỏi đầu của hắn, không còn bóng dáng. Tâm thần của hắn nhộn nhạo, vừa rồi hắn thoáng nhìn qua tòa Di La Thiên Địa Tháp hoàn chỉnh này, hơn nữa chính là vu bảo khi Di La Thiên Yêu Đế chứng đạo trở thành thiên đế đã luyện chế ra, dùng để trấn áp chư thiên. Di La Thiên Yêu Đế đã mất không biết bao lâu, chứng đạo chi bảo của ông ta ở trong một góc, ở trong tầng thời không, trong vũ trụ, chờ hậu nhân phát hiện. Tòa bảo tháp này là di vật thiên đế lưu lại, so với những thứ gọi là nguyên thần chi bảo, tam tương chi bảo, bất diệt chi bảo, chắc chắn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Thậm chí ngay cả cấm bảo của các đại thánh địa cũng không thể so sánh được với Di La Thiên Địa Tháp. Đây là thiên đế chứng đạo chi bảo. Khi chứng đạo chi bảo của thiên đế không xuất hiện, thế gian này liền không có loại vu bảo nào có thể sánh với nó. Chẳng qua Diệp Húc chỉ là thoáng nhìn qua, căn bản không biết chứng đạo chi bảo của Di La Thiên Yêu Đế đang giấu ở nơi nào trong vũ trụ hư không. Tòa thiên cung này, tầng tầng cung điện bị yêu đế trước khi chết đi di chuyển đến bên trong thời không, không biết tên. Nếu không phải hắn cũng luyện chế Di La Thiên Địa Tháp, căn bản là không thể tìm được chút dấu vết nào. Đại hội đấu giá cuối cùng cũng kết thúc, Thất Tinh Thiên Lâu hơi rung lên rồi đột nhiên biến mất, đưa hắn cùng các vị khách khác ở lại tại chỗ. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy hư không mênh mông, vũ trụ bao la, có vô số bí mật đang chờ hậu nhân đi tìm kiếm, tìm hiểu. Di La Thiên Địa Tháp, chứng đạo chi bảo của Di La Thiên Yêu Đế, chẳng biết lúc nào ta mới có thể tận mắt nhìn thấy tòa bảo tháp kia đây. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 75 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 76 sắp tới.